Cách đăng ký tài khoản Telegram cho người mới. Thưa quý vị, Telegram là một mạng xã hội rất thông dụng và phổ biến tại Việt Nam. Tuy nhiên, Telegram không có hỗ trợ tiếng Việt. Điều này cũng là một hạn chế. Tuy nhiên, mới đây thôi thì mạng xã hội của Việt Nam là Zalo đã chính thức thu phí người dùng. Vì vậy, có rất nhiều người đã chuyển sang sử dụng Telegram và họ từ bỏ sử dụng mạng xã hội Zalo của Việt Nam. Vậy thì video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị, nhất là những người mới sử dụng Telegram, cách để đăng ký tài khoản Telegram một cách đơn giản, nhanh nhất. Ở đây tôi đã tải sẵn Telegram về rồi. Quý vị sử dụng điện thoại smartphone, quý vị có thể vào App Store hoặc là CH Play. Đầu tiên quý vị cần chọn vào Start Message thì nó sẽ ra cái màn hình thế này. Ô thứ nhất tôi sẽ để là Việt Nam. Ô thứ hai cộng 84. Ô do phone number tôi sẽ chọn và nhập số điện thoại vào. Quý vị bỏ số 0 ở phía trước số điện thoại đi. Xong chọn vào like. Một tin nhắn SMS được gửi đến số điện thoại mà quý vị vừa nhập vào. Bây giờ quý vị hãy mở tin nhắn lên, chờ đợi tin nhắn đến. Quý vị có thể chờ hơn 2 phút, có thể tin nhắn gửi đến số điện thoại hơi bị chậm. Đã hết thời gian chờ. Nếu như Telegram không gửi tin nhắn, quý vị hãy chọn vào Call Me, dòng chữ màu xanh này, Call Me To. Và quý vị chờ Telegram họ gọi điện đến.
tổng đài của Telegram sẽ gọi điện đến và họ sẽ thông báo cái mã để xác nhận. Nếu như chờ lâu quá, quý vị lại chọn vào dòng chữ để nhận mã code. Rồi, bây giờ tôi sẽ nhập mã code từ tin nhắn 99773. Ô thứ nhất là phớt lên. Tôi sẽ đặt cái tên. Ô lát lên, đặt cái tên cuối. Quý vị có thể đặt ảnh đại diện luôn. Chọn vào cái hình ảnh. Chọn OK. OK. Và quý vị chọn đến một cái ảnh đại diện. Xác nhận. Rồi chọn vào Next. Cái này Telegram họ hỏi muốn truy cập danh bạ. Nếu quý vị cho truy cập thì chọn OK, còn không thì từ chối. Phần này quý vị có thể bật cái thông báo cho phép hoặc từ chối. OK, vậy là đã đăng ký tài khoản Telegram xong. Đó, hoàn toàn ngôn ngữ tiếng Anh. Và ở những video trước, tôi đã có rất nhiều những video chia sẻ về Telegram. Quý vị quan tâm, quý vị có thể tìm